Sau đây là nhạc phẩm có lẽ anh đã sai. Dưới sự thể hiện của Còi Ca, được phát sóng trực tiếp trên nhà đài Còi Riêng Radio. Xin mời quý anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Đã có những khi anh đã sai, nước mắt của em đang nhẹ rơi, thấm ướt hết vai anh tại sao? Có lẽ bởi anh đã làm em không, cũng vì anh đã không lắng nghe. Vàng bước đi lạnh lùng, lần sau cuối xin em thứ tha, mong em đừng khóc, hãy cho tình yêu hiểu ra để rồi thêm một lần nữa yêu. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày, vì anh không muốn mất em lần nữa. Hãy lắng nghe lòng anh, bởi vì khi xa nhau rất nhiều, từng ngày cố gắng vượt qua đêm, đến lúc anh nhận ra có lẽ đã muộn. Trong tình yêu ai cũng có lúc mắc những sai lầm, và anh cũng không phải là một ngoại lệ. Chỉ mong em hiểu cho anh, không lắng nghe những khi em buồn, để em vội vàng bước đi qua lạnh lùng. Lần sau cuối xin em thứ tha, mong em đừng khóc nữa, hãy cho tình yêu hiểu ra để rồi thêm một lần nữa thôi. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày, vì anh không muốn mất em lần nữa. Hãy lắng nghe lòng anh, bởi vì khi xa nhau tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều, từng ngày cố gắng vượt qua đêm, đến lúc anh nhận ra. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày, vì anh không muốn mất em lần nữa. Hãy lắng nghe lòng anh, bởi vì khi xa nhau rất nhiều, từng ngày cố gắng vượt qua.